Chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn chụp bầu trời ban đêm trên iPhone. Video hướng dẫn này áp dụng cho các dòng máy iPhone X trở xuống, tại vì từ iPhone 11 trở lên đã có chế độ chụp ban đêm. Các bạn vào App Store, tải ứng dụng Star Capture này về máy. Rồi bây giờ mình mở ứng dụng lên. Giao diện ứng dụng có 3 chế độ chụp. Chế độ thứ nhất là chế độ chụp thành phố về đêm, City Night. Chế độ thứ hai là chế độ chụp bầu trời đêm, Night Sky. Chế độ thứ ba là chế độ Slow Nature. Thì mình không biết cái chế độ này dùng như thế nào nữa. Bạn nào biết thông tin về chế độ này thì bình luận phía dưới để cho mình và các bạn khác biết với nha. Giờ mình vào chế độ Night Sky để chụp bầu trời đêm. Thì đây là giao diện của nó. Các bạn nhấn vào thanh bên trái nút chụp ảnh để chỉnh các thông số trước khi chụp. Thông số thứ nhất là thời gian phơi sáng. Thời gian phơi sáng tối thiểu là 1 giây và tối đa là 10 giây. Thông số thứ hai là độ nhạy sáng, ISO. Giá trị tối thiểu của thông số này là 24 và tối đa là 2304. Giá trị thứ ba thì các bạn không cần chú ý đến nó. Còn cái số 1 phía trên bên trái màn hình đó là thời gian hẹn giờ chụp. Thì nó có 4 thông số, up, 1 giây, 3 giây và 10 giây. Giờ mình sẽ tiến hành cài đặt thông số để chụp. Mình sẽ chỉnh ISO trước. Thông số này thì mình khuyên các bạn nên kéo trong khoảng từ 400 đến 800 thôi. Mình kéo ISO khoảng 550. Xong thì các bạn nhấn Done. Tiếp đến là thời gian phơi sáng, mình chọn 8 giây. Cuối cùng là mình chọn thời gian hẹn giờ chụp là 10 giây. Sau đó mình nhấn Done và bắt đầu chụp. Đây là tấm ảnh mình vừa mới chụp, thì nó không được đẹp lắm so với tấm ảnh khi nãy mình chụp. Ta có 3 thông số để chỉnh. Đầu tiên là phơi sáng, để mình chỉnh bức ảnh sáng hơn hoặc tối hơn để nhìn rõ các vì sao. Tiếp đến là nhiệt độ màu. Kéo sang bên trái thì nó sẽ có tông lạnh hơn, còn kéo sang bên phải thì nó sẽ có tông ấm hơn. Cái tint thì mình không có dùng tới. Xong rồi thì nhấn Save để lưu ảnh. Rồi, bây giờ mình vào ảnh để xem tấm hình mình vừa lưu lại. Đây là mấy tấm hình mình chụp trước đó nè. Đây là tấm hình mình ưng ý nhất. Còn đây là thông số của nó. Mình khuyên các bạn sử dụng các cặp thông số sau để cho ra tấm ảnh ưng ý nhất. ISO từ 400 đến 500 là 9 giây. 500 đến 600 là 8 giây. 600 đến 700 là 7 giây. 700 đến 800 là 6 giây. Video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới.